Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn Chúc các bạn xem video vui vẻ Cách làm trắng da cấp tốc tại nhà bằng nghệ tươi Dưỡng trắng da bằng nghệ tươi là một phương pháp được rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn Lý do rất đơn giản Bởi thành phần của nghệ rất giàu curcumin, Chất này có vô số công dụng rất tốt cho làn da của chúng ta, như chất chống oxy hóa, trị mụn, làm mờ các vết thâm nám và dưỡng da trắng hồng một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó không chỉ có chứa curcumin mà trong thành phần của nghệ còn chứa vô số các vitamin và khoáng chất khác, từ đó giúp nuôi dưỡng làn da được tươi trẻ và mềm mịn. Chi phí khi thực hiện phương pháp dưỡng trắng da bằng nghệ tươi tại nhà lại rất rẻ nữa chứ. Vì vậy, Thay vì bỏ quá nhiều tiền để đi tắm trắng ở các spa hay các thẩm mỹ viện, bạn hãy ghi chép lại và áp dụng ngay công thức dưỡng trắng da tại nhà dưới đây để sớm sở hữu làn da như ý nhé. Để thực hiện phương pháp dưỡng trắng da tại nhà này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít nghệ tươi. Các bạn hãy chọn nghệ vàng. Bạn nên chọn loại nghệ nếp là tốt nhất và hãy chọn những củ già nhé. Đây là phần nghệ vàng của mình. Ngoài nghệ ra bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một chút mật ong. Ở phương pháp dưỡng trắng da này, chúng ta chỉ cần hai nguyên liệu này mà thôi. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Nghệ sau khi mua về, các bạn rửa thật sạch cái phần vỏ bên ngoài đi. Sau đó là chúng ta phơi khô. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gọt bỏ cái phần vỏ ngoài. Bạn cứ nhẩn nha và gọt thật sạch cái phần vỏ bên ngoài đi cho mình. Trong quá trình gọt thì bạn nên sử dụng găng tay để cho nghệ không bị bám vào tay. Đây chính là phần nghệ mà mình đã gọt xong. Tiếp theo, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc cốc thủy tinh nhỏ và bạn cắt nhỏ nghệ bỏ vào trong chiếc cốc này cho mình. Cuối cùng, thì bạn hãy đổ mật ong vào. Bạn đổ mật ong làm sao lượng mật ong của chúng ta phải ngập hết cái phần nghệ này nhé. Tiếp theo thì bạn hãy sử dụng một nắp đậy và đậy kín cái lọ hỗn hợp của chúng ta lại. Lọ hỗn hợp này bạn hãy để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chúng ta sẽ ngâm nghệ với mật ong trong khoảng 10 đến 15 ngày, bắt đầu chúng ta mới sử dụng được. Các bạn lưu ý là chúng ta phải ngâm nhá. Tốt nhất là bạn nên ngâm ít nhất 15 ngày, sau đó chúng ta mới dùng. Sau khoảng 15 ngày ngâm thì các bạn bắt đầu sử dụng. Cách sử dụng thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng một tuần khoảng tầm 2 đến 3 lần. Loại mặt nạ này bạn nên đắp vào buổi tối. Buổi tối bạn hãy rửa thật sạch mặt, sau đó bạn lau khô mặt đi. Tiếp theo bạn sử dụng một ít nước mật ong và nghệ này, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Sau khi thoa xong bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình, mát xa nhẹ nhàng trên khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Việc mát xa này sẽ giúp cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da, như vậy thì cái hiệu quả dưỡng trắng da của chúng ta sẽ đạt cao nhất. Sau khi bạn thoa và mát xa xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên khuôn mặt khoảng tầm 30 phút nữa, cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Nếu như có thời gian thì tốt nhất bạn hãy sử dụng cho mình một viên đá lạnh và bạn trà thật nhanh, massage thật nhanh viên đá này trên toàn bộ khuôn mặt. Việc này sẽ giúp cho làn da của chúng ta tăng tính đàn hồi và làm cho lỗ chân lông của chúng ta được xe khít hơn. Nếu như bạn kiên trì áp dụng loại mặt nạ này 2-3 lần mỗi tuần thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Sự kết hợp giữa mật ong và nghệ sẽ tạo ra một hỗn hợp tái tạo phục hồi da, tăng tính đàn hồi, giúp da trắng mịn và đặc biệt là tẩy trắng da cực kỳ nhanh chóng. Còn chân chờ gì nữa, hãy áp dụng ngay hôm nay để sớm sở hữu làn da như ý các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.